Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em dọn kho còn lẻ ra một ít thân máy mài pin. Thì em sẽ có một cái đoạn video ngắn, em sẽ review giới thiệu chi tiết và sẽ xả kho thanh lý giá rẻ cho các bác nhà mình. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì đây là máy mài pin nhé, thân máy mài pin của Ken và Hitachi nhé. Đấy, em còn một ít cái thân máy Ken này và Hitachi. Đây, Ken là màu đỏ nhé, Ken là màu đỏ ạ. Thân máy này thì sẽ sử dụng là động cơ từ không chổi than và là máy một tốc. Các bác sẽ sử dụng được lưỡi cắt hoặc lưỡi mài pin 100. Và cái sản phẩm này nhé, sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng chân pin phổ thông này. Bác nào mà có những cái quả pin chân pin phổ thông như này nhé, đây là em có cái quả pin của Maita này. Các bác có thể lắp pin của Ken hoặc là của Maita, Hitachi, Daiwat mà chân pin phổ thông thì là các bác sẽ sử dụng được nhá. Cái khoảng cách từ đây qua đây là 4cm này. Đấy, khi mà các bác mua thì các bác chú ý cho em là xem cái khoảng cách này này. Đấy, các bác xem cái chân pin nó có phù hợp với cái quả pin mà các bác đang có ở nhà hay là không nhá. Đấy, em sẽ cắm máy chạy thử cho các bác được tham khảo về cái tốc độ vòng quay này. Đây, con này là con máy Ken nhá. Máy chạy rất là êm này các bác này. Các bác có điều tốc ở đây luôn nhá. Đấy, 1 này, 2 này, 3. Các bác sẽ điều chỉnh được 3 lít tốc độ nhanh chậm vừa luôn. Rất là ok. Đấy, đây cái thân này là thân Ken nhá. Và cái màu đen này là của Hitachi này. Với cái thân máy này thì các bác sử dụng là công tắc bóp. Đấy, sử dụng công tắc bóp nên là sử dụng rất là an toàn. Hitachi để các bác cũng điều tốc được như là Ken luôn. Đó. 1 này, 2 này. Các bác điều chỉnh được 3 tốc độ nhé. Có 3 tốc độ. Máy chạy rất là êm luôn. Thì hôm nay em dọn kho thì nó còn lẻ ra đây vì là nó thất lạc pin sạc rồi, cho nên là em sẽ thanh lý giá rẻ cho các bác với cái mức giá là 500.000 đồng thôi các nhá. 500.000 đồng trên một chiếc nhá. Và em cũng thông báo luôn để cho các bác được cùng nắm rõ là khi mà các bác mua cái sản phẩm này vì nó là hàng thanh lý, em thanh lý giá rẻ chỉ có 500.000 thôi. Nó không có phụ kiện gì nhá. Không có pin, không có sạc, không có hộp đựng máy, không có ốp bảo vệ, không có tay mở lưới. Đấy, chỉ có nguyên một thân máy và hai cái đồng tiền đỡ lưới cắt như này cho các bác thôi. Đấy, về là các bác có thể là sử dụng cắt mài nhá. Rất là ok này. Đấy, giá 500.000 trên một chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, các bác nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền cho em. Giá chỉ có 500.000 đồng thôi. Và số lượng là có hạn nhá. Em có mấy cái của Ken và mấy cái của Hitachi. Đấy, số lượng là có hạn. Nên mà khi mà các bác muốn đặt mua ấy thì là các bác phải nhanh tay, không là sẽ hết hàng thì sẽ rất là đáng tiếc các bác nhá. Và trong một cái đoạn video ngắn thì em cũng xin được kết thúc tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.